Đô La ơi. Ừ. Vậy đi chơi con. Thôi không đi đâu. Đi ăn không? Còn no lắm. Đô La. Đâu có ăn còn no lắm. Vậy đi ăn. Để nó để người ta ngủ đi, không muốn ăn. Đi chịch gái Đô La. Hả? Đi chịch gái. Chịch gái không, hả? Đi không? Đi. Mà thôi không đi đâu. Hết tiền rồi. Đi không? Bao thì đi.